Chào các bạn nha, Phòng Phát Sóng TV thì hôm nay đang đi tuần tra thì gặp một cái nhà đang dời các bạn. Đây cho các bạn xem nha, một cái nhà cấp 4 kiểu cho Thái á, đang dời đây nha, mời các bạn xem nha. Đây, anh em đang thi công trục đang dời đất à. Cái đó có dời không? Cái đó có dời không? Bây giờ tới đây không hả? Dời cái này không hả? Chứ đâu có dời đó hả? Anh em đang thi công, cái này nó ý có dời nhà tắm luôn hay là dời cái nhà tắm dời luôn hả? Để mình cho các bạn xem nha, đây nè, ở dưới chân nhà tắm chung mà kêu hỏng dời chung rồi cho không có mình nghĩ ngon ấy. Các bạn thấy không, giờ ở đây người ta đục ra người ta thấy nè, nguyên cái nhà cấp 4 các bạn nha, nguyên cái nhà 4 cấp Thái nha. Để mình quay đây xong mình quay cái phía ngoài các bạn xem nha. Người ta, anh em sẽ thi công dời đâu rồi đây, từ đó dời đây nha các bạn. Khi nào dời rồi mình sẽ quay cái từ dời các bạn xem nha. Cho các bạn xem nha. Thì anh em đang thi công đang đặt cái phần đội dưới à. Đang đặt đội dưới các bạn thấy không? Nó đặt đội dưới nhà đó, dưới cái móng đó các bạn. Đây. Mình sẽ quay cho bạn xem nha. Ở dưới đây có mấy con lăng này các bạn, người ta sẽ lót dán cái bìa giấy, người ta lót dán nha. Rồi mình nay mình quay sơ bộ cho các bạn xem đó, cái khu nhà đẹp như chưa đó. Rồi mình sẽ quay phía ngoài cho bạn xem nha. Mấy anh em đi làm chung mà đang đi làm rồi thấy người ta đang về nhà thấy ấy đẹp quá, quay cái cho các bạn xem. Nhà nó Thái các bạn, nhà nó Thái đẹp lắm á. Ủa tính ra đường này hả? Ủa đường kia dễ đi, không đi đường này. Rồi đi, đi đây đi. Đó Nam đang đi làm á các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha. Khi nào mà sẽ thi công di dời là mình sẽ quay cho bạn xem nha.